Cơ sở Lan Rừng Ngọc Biển xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Trung Quốc nhé. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại tiếp tục có những mặt hàng lan để chia sẻ cho mọi người đây. Thì có rất là nhiều mặt hàng luôn các bạn ạ. Nhất là các dòng dáng hương bây giờ là đang ra nụ rất là nhiều luôn. Và nụ đang chuẩn bị khá là dài rồi. Nên là chúng ta nên mua sớm để chơi cho cái mùa hoa sắp tới nhé các bạn nhé. Hôm nay em có cả quế tháng 8 này hàng kg. Thì có cả lướt cả xếp nó lấn lộn thôi, hàng kg thì nó lấn lộn thế. Hôm nay em có cả kiều dẹt nhé mọi người nhé, có cả lan đơn cam nữa này, và có cả sóc tím, quế tím, và có cả lan đuôi cáo nhé các bạn, và có cả lan đai châu Thái bóc trụ này, và có thêm cái phần dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn. Đấy, em còn có cả những loại lan miệng kín cơ. Đấy, toàn là những loại lan quý mà hoa đẹp, hoa thơm đó. Hầu như chúng em có đây những loại dáng hương thì đuôi cáo một hoa cho hoa màu tím này, sóc cho hoa màu tím, và quế tím cũng cho hoa màu tím nhé các bạn nhé. Và có cả dáng hương hải yến nữa, hải yến cũng đang chuẩn bị nụ nhé các bạn nhé. Đó thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở chúng em có hôm nay, thì em xin giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hai số điện thoại để các bạn liên lạc đặt hàng trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102 và thêm một số nữa là 0967615815 nhé. Đó. Và chúng em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp từ các bạn gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em và nhắn tin trực tiếp cho hai số điện thoại đó. Còn rất rất nhiều bạn là có kết bạn nhắn tin qua Zalo ấy, nhưng mà chúng em lại không nhận đơn hàng trên Zalo đâu nhé các bạn nhé, tại vì chúng em thời gian nghe điện thoại nó chiếm hết thời gian cả ngày rồi nên là không có thời gian để mở ra tin nhắn Zalo đâu mà xem đâu nhé các bạn nhé. Đó. Đó, em dặn trước mọi người vậy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu những cái hàng lan mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người luôn. Trước tiên thì em giới thiệu cho mọi người những cái cây lan đai châu to. Đấy, đai châu nhỏ em hết hàng rồi nhé các bạn nhé. Em còn loại đai châu to này là 680.000 1 kg nhé các bạn. 680.000 1 kg, nay em chỉ còn độ khoảng 5 kg nữa để chia sẻ với mọi người thôi. Loại cây này thì độ khoảng 3 cây 1 kg nhé các bạn. 2 đến 3 cây 1 kg. Đó. Cây rất là cứng cáp, khỏe mạnh ạ. Đó. Các bạn thích lấy một cây, hai cây gì đấy cũng được. Em cân lên cho các bạn, tùy các bạn chọn loại size như nào thế nhé các bạn nhé. Và ở đây em có 3 cây lá mít này, xếp rụt luôn này. Đó. 3 cây lá mít xếp rụt luôn này. Đấy. Đó. Như cây này thì hơi nhỏ nhỏ hơn tí. 3 cây này mà để giá cho mọi người là 900.000 nhá. 900.000 cho 3 cây lá xếp rụt này mà lá mít nhá các bạn nhé. Lá mít lá ngắn luôn này. Đẹp nhất là một cây này, lá xếp V này. Đẹp kinh khủng luôn. Đấy. Đây là những cái vòi hoa vừa rồi nó nở đúng Tết đấy. Đó. Lan đai châu này em chưa biết màu hoa đâu nhé các bạn nhé. Lan đai châu này bóc trụ về là chưa biết màu hoa. Và đây em có những cái phần lan Trần Tuấn đó. Những phần lan Trần Tuấn em có phân ra làm hai loại hàng đây. Thì có phần 300.000 có nhé các bạn nhé. Đây là phần 400.000 này, là phần số 1 nhé. 400.000 là phần số 1 ạ. Và đây là 300.000 là phần số 2 đây, gồm có hai khóm nhé các bạn nhé. Mỗi khóm rất là nhiều thân tơ và lan lên mầm rất là khỏe nhé. Và đây khóm số 3 cũng là 300.000 đấy ạ. Đó, cũng là hai phần nhé. Có thêm phần lẻ nữa này. Đấy. Đấy mặt bông lan Trần Tuấn đây. Bông rất to đúng không ạ? 300.000 ạ. Còn đây có 3 phần 200.000 nữa này. 3 phần mỗi phần này là 200.000 nhé các bạn. Đây là những cái khóm lẻ lẻ, mỗi khóm một hai thân tơ thôi, không có ấy. Đấy. Đấy. 3 phần đấy ạ. Mỗi phần là 200.000 đấy ạ. Và còn đây em có 3 phần lan kiều tím nhé các bạn. Hôm nay thì em đang bị nghẹt mũi nên là nói sẽ hơi chậm một chút. Ở đây em có một dề to nhất này là 350 này. Đấy, dề to nhất 350 nhá. Các bạn đặt hàng cứ bảo là lấy phần kiểu tím 350 một dề đấy.
Còn đây bó này đây, bó này em chia sẻ cho mọi người. Bạn nào siêng năng ghép lan thì lấy cái bó hàng cây nhỏ, cây giống này về, chúng ta ghép được một giỏ rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta mất công chăm sóc, sau 1-2 năm thì cây nó sẽ bắt đầu đẹp, mướt mát như những cái rễ to đẹp thôi ạ. Thì cái phần này là 100.000 nhá, phần quý tím số 1 nhá, phần kiều tím số 1 đây nhá, thì là 100.000 nữa em chia sẻ với mọi người đấy ạ. Còn phần đây thì em gọi luôn là phần số 2 đi cho nó dễ. Phần số 2 này 350.000 này. Còn đây phần số 3 thì gồm có những cái thân lẻ lẻ, và cây nó cũng bị mất lá đôi chút rồi nhá các bạn nhé. Cả dế 350.000 vậy, nó bị mất lá đôi chút. Đây là một thân tơ thôi. Đây này, nó gãy ở đoạn đọt này, một hai đốt này. Còn đây là những cái mắt này sắp tới chúng ta chơi hoa nhé các bạn. Đang sưng này, đang sưng to luôn. Đó, còn đây mắt nữa. Đấy, kiểu tím đấy. Còn phần này là 200.000 nhé các bạn. Cái bó này 200.000 này. Còn đây là kiểu dẹt đấy. Kiểu dẹt đây, kiểu dẹt em về được độ khoảng 3 cân. Thì hoa kiểu dẹt bây giờ đang là mùa hoa rồi, màu vàng rực luôn. Hoa kiểu dẹt thì cực kỳ là đẹp rồi. Mà chúng ta đã thuần lên được thì hoa nó nở rất là sai nhé các bạn nhé. Lan kiểu dẹt cực kỳ là hiếm luôn. Kiểu dẹt có giá là 900.000 1 kg ạ. Hàng này rất là nhẹ thôi. Các bạn có thể lấy độ khoảng 3 kg. Như chỗ này đây độ khoảng 3 kg, 3 lạng thôi này. Đấy, khoảng 3 lạng một bó này. Đó. Đấy, cứ mỗi bó là 300.000. Cũng rất là ấy, 3 lạng là 300.000 thôi. Là chúng ta đủ trồng một giò để sưu tầm mà. Đấy. Các bạn mua nhiều thì 900.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Chúng em có buộc thành từng bó luôn này. Đấy. Và còn đây là hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam cũng đang mùa hoa đây các bạn. Đó. Những cây nhỏ nhỏ như này vẫn, nó rất cho sai hoa này. Đây là hoa đơn cam nhé các bạn nhé. Màu vàng này. Đó. Hoa đơn cam có giá là 1.200.000 1 kg. Hoàng thảo đơn cam nhé. 1.200.000 1 kg. Đấy. Hàng cực kỳ là ít luôn năm nay á. Chỉ về được đây độ khoảng hơn 2 cân một tí này. Và còn đây là dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo thì em có phân loại, loại lá xếp V và loại lá lướt nhé các bạn nhé. Ở đây là lá xếp V này, và cây bắt đầu đang nhú đụ như này rồi nhé các bạn nhé. Đó, đang nhụ trắng toát đây, nụ xanh lét đây. Đó. Dáng hương đuôi cáo này em chỉ có độ khoảng 3 kg này. Loại lá xếp này giá là 500.000 1 kg nhé các bạn. 500.000 1 kg. Lan đuôi cáo lá xếp ạ, dáng hương đuôi cáo ạ. Còn đây là lan đuôi cáo lá lướt đây. Nó sẽ có cả cây to cây nhỏ lấn lộn nhau nhé các bạn nhé. Thì nụ đây, nụ cây đã dài như này đây, nên là chúng ta nên mua sớm để tránh tình trạng là nụ nó bị hỏng nhé. Thì chúng ta không được xem hoa trong mùa tới luôn. Lan dáng hương đuôi cáo hoa cực kỳ là thơm luôn các bạn ạ. Bây giờ mới bắt đầu đi vào cái mùa ra nụ thôi, nên là chỉ lác đác một vài cây là đang có nụ nhé các bạn. Lác đác một vài cây đang có nụ thôi. Đấy. Dáng hương đuôi cáo này có giá là 260.000 1 kg ạ. Loại lá lướt nhé các bạn nhé. 260.000 1 kg. Còn đây là cái dáng hương miệng kín hai thùy này. Cái này thì nó rất giống cây cáo các bạn ạ. Đấy, nhưng mà lá của nó xếp rất là đẹp luôn. Nhưng mà hoa của nó không được đẹp như loại hoa đuôi cáo. Loại này có giá rất là rẻ thôi. Tên đầy đủ của nó là dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Có giá là 100.000 1 kg đấy. Còn có mấy kg ở đây này, chia cho mọi người trồng sưu tầm. Và còn ở đây thì em có cái lan ý ngọc nhé các bạn nhé. Ý ngọc bây giờ đang nụ rất là dài rồi. Đấy, trong lúc đóng gói thì chúng em phải thật cẩn thận để gói lan đi cho các bạn được không bị hỏng cái nụ. Đấy, những loại bây giờ đang nụ và đang lên mầm nữa đây. Đấy, 300.000 1 kg lan ý ngọc ạ. 300.000 1 kg nhé các bạn nhé. Và còn đây em có lan quế đây. Đây là quế tháng 8 nhé các bạn nhé. Đấy, chủ yếu là cây nhỏ và lá xếp này. Lá xếp rất là nhiều, khá là nhiều lá xếp luôn ạ. Đó. Em thấy gần như là toàn lá xếp thôi. Đấy, lá lướt cực kỳ là ít. Đấy, như những cây cong cong này nó cũng xếp luôn này. Đấy. Nó phải như thế này mới là cây lá lướt này. Và nó cũng tương đối xếp luôn ạ. Đấy.
450.000 1 kg nhá. Quế tháng 8 ạ. Đó, 450.000 1 kg nhá các bạn nhá. Đấy, như một bó này có khoảng chừng gần 1 kg rồi. Đấy. Chúng ta mua 1 kg về trồng được một trụ khá là đẹp luôn. Toàn cây lá xếp là nhiều thôi các bạn ạ. Lá lướt cực kỳ là ít. Đó. 450.000 1 kg quế. Dáng hương quế nhá các bạn nhá. Và còn đây là dáng hương sóc tím đây. Sóc tím rừng Lào thì mùa này cũng bắt đầu ra nụ nhá các bạn nhá. Lô hàng này cây khá là to đẹp đây. Đó. Nụ thì bây giờ đang khép nép ở trong những kẽ lá này rồi đây các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta vẫn chưa nhìn được cái nụ đó đâu. Như thân này đây, nụ nó ra khá dài, nó bị gãy này. Đây. Đó, đây một nụ này. Nụ nó cũng khá dài luôn này. Đấy, bây giờ đang đầu mùa nụ nhá các bạn nhá. Có những nụ dài cỡ này ở đây nhá. Đó, rất là dính luôn. Đấy. Sóc tím có giá là 180.000 1 kg nhá. Sóc tím rừng Lào nhá các bạn nhá. Hàng này ở rừng Việt Nam chúng ta không có đâu, chỉ có ở rừng Lào thôi. Đấy. Đấy, rất là nhiều nụ dài rồi các bạn ạ. Nên là chúng ta mua sớm chứ em nghĩ là phiên sau nữa nụ ra dài quá nó gãy hết nụ. Đó. Sóc tím rất là đẹp luôn ạ, lô hàng rất là ưng ý. Chỉ có giá là 180.000 1 kg các bạn. Còn đây dáng hương quế tím. Dáng hương quế tím thì bây giờ cũng đang ra nụ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Dáng hương quế tím này lá đó hơi bị héo một chút. Đó. Cũng có giá là 180.000 1 kg thôi. Dáng hương quế tím ạ. Đấy, nụ đây. Đấy, nụ đây. Nụ ra trang toát luôn đây. Đang có nụ nhớ các bạn nhé. Quế tím thì hôm nay về được ít thôi. Còn độ khoảng 3 kg. Loại cây cũng khá là nhẹ. Và còn đây là kim điệp xuân nhé các bạn. Kim điệp xuân thì về được chục kg này. Mùa này cây mới thôi hoa. Và đang lên những cái mầm gốc nhé các bạn nhé. Đây, có những mầm đang nhỏ nhỏ như này đây. Đó. Kim điệp xuân có giá là 150.000 1 kg ạ. Đó, 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Loại hàng này em bán sâu luôn, không lọc hàng nữa. Tại vì thực sự là bây giờ chúng ta lấy về nuôi mầm gốc lên thì hàng đẹp hay hàng xấu thì nó cũng lên mầm gốc về chúng ta chăm sóc thì nó mới lên được cây đẹp thôi. Đấy, có những dề ở bên dưới rất là đẹp luôn này. Đang lên mầm gốc chi chít luôn này. Đó. Đấy, những thân này là sang năm chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Có rất là nhiều thân, còn rất là nhiều thân tơ luôn. Và chăm sóc mầm nhé. Đó. 150.000 1 kg thôi. Và còn đây là long tu xuân đây các bạn. Long tu xuân hàng đẹp 280.000 1 kg đây ạ. Đó. Thân dài mướt cho các bạn nhé. Long tu xuân thì cây đẻ ki này cực kỳ nhiều này. Đấy. Dòng này thì cực kỳ là dễ thuần mà hoa rất là đẹp nhé các bạn. Đó, long tu xuân có giá là 280.000 loại hàng đẹp. Và đây là long tu xuân giống là 220.000 loại hàng đẹp, loại hàng giống nhé các bạn nhé. 220.000 loại hàng cây giống ạ. Và còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua đang chuẩn bị đi vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Như đang có nụ rồi đó. Đấy, hoàng thảo môi tua có giá là 120.000 1 kg thôi này. Đó. Còn đây sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên chủ yếu toàn cây lẻ, cây rời thôi các bạn. Còn loại hàng đẹp thì còn đâu đó độ ít thôi. Đây, có hàng đẹp được đây. Đấy, cây to đẹp thì còn ít thôi các bạn. Đấy, rất là nhiều dề, rất là đẹp luôn ạ. Sơn thủy tiên có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, lấn lộn nhau luôn. Cây nhỏ, cây to lấn lộn luôn nhé. Và còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì loại hàng đẹp đây thì toàn dề thôi các bạn ạ. Đấy. Toàn dề thôi này, hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc mặt bông rất là đa dạng nhé các bạn nhé. Có bông xanh họng vàng, bông xanh họng tím. Rồi cánh trắng họng tím có. Đấy, mặt bông rất là đa dạng luôn. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn, loại hàng đẹp đấy ạ. Đây. Cái này họng đen này. Cánh trắng họng đen này, họng tím này. Đấy. Còn như bông lúc nãy là họng vàng. Còn bông này đây thì không biết là họng gì đây. Bông này cũng họng vàng thôi các bạn ạ. Gần như là xanh rồi. Đấy, bông này họng vàng gần như là xanh rồi. Mặt bông rất đa dạng đúng không? Đấy. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Loại hàng đẹp ạ. Còn loại hàng ở đây thì chủ yếu là cây giống cây nhỏ thôi. Và nó cũng
nhìn khá là sơ sát, có giá là 160.000 ạ, 1 kg ạ, loại hàng giống nhá. Còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc bây giờ đang lên mầm gốc này rất nhiều này. Đấy, còn lác đác một vài bông vẫn còn hoa đây. Mặt bông của hoa lan chuối ngọc đây cực là đẹp và sặc sỡ này. Đấy, tím, vàng, trắng và họng đen nhá. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Bây giờ cây đang lên mầm. Chuối ngọc có giá là 140.000 1 kg thôi này. Đấy, cây mới tàn hoa nhé các bạn. Đó, có những bông hoa rất là đẹp luôn. Đây, như bông này để cánh trắng luôn, gần như trắng luôn này. Rất là, mặt bông cũng khá là đa dạng phết đấy chứ. 140.000 1 kg. Và còn đây là hạc vĩ bắc nhé các bạn. Hạc vĩ bắc thân to, nù luôn. Đấy, bây giờ đang lên mầm này. Về chúng ta ghép là chăm sóc để sang năm chơi hoa nhé các bạn nhé. Chơi hoa như các bạn ở trong miền Nam thì toàn chơi hoa vào đúng dịp Tết luôn này. Hạc vĩ bắc này, hạc vĩ bắc có giá là 300.000 1 kg ạ. À, loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Nói chung là em nhập cái lô hàng này khá là đẹp. Và giá nó cũng khá là đắt nhé các bạn nhé. Chứ bình thường như mọi khi cũng chỉ tầm 260, 280 thôi. Nhưng mà tùy vào từng loại hàng nhé các bạn. Đấy, cái này em nhập vào đắt thì em cũng chia sẻ cho mọi người cái giá nó nhỉnh hơn một tí với những mặt hàng bình thường khác. Và còn đây là ngọc thạch bắc. Ngọc thạch bắc thì bây giờ đang chuẩn bị sưng nụ nhé các bạn nhé. Ngọc thạch bắc thì đó, đây là những cái thân tơ đây, vẫn còn chưa nứt nụ này. Và bây giờ đang lên mầm cái con rất là nhiều rồi, xanh lét rồi. Đấy, về chúng ta chăm sóc là sắp tới là chơi hoa luôn. Đấy, ngọc thạch ba màu bắc này có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. Còn loại hàng cây giống mà ngắn ngắn á, thì chúng em lọc ra bán cũng chỉ là 160.000 1 kg thôi, loại hàng cây giống. Đấy, bây giờ như thân này đây đang nứt nụ này. Đó, đang nứt nụ này đây, trắng toát rồi đây, nụ này. Đó, rất là đẹp ạ. Và còn đây là cái trúc đen. Trúc đen này toàn cây rời rời, cây nhỏ nhá các bạn nhá. Em bán thanh lý cho mọi người là 80.000 một cân này. Về chúng ta ghép vào chậu nhá, để sang năm chúng ta nuôi mầm, để sang năm chúng ta chơi cây cảnh nhá. Và còn đây là dáng hương hải yến đây. Dáng hương hải yến thì nhìn cây xếp rất là đẹp luôn. Đó, dáng hương hải yến có giá là 180.000 1 kg ạ. Hàng đẹp quá. Đấy, toàn lá xếp, cây rất là đều luôn. Đó, cây rất là đều luôn ạ. Đấy, cây rất là đều nhau, chứ không gần như là không có hàng nhỏ nữa các bạn. Loại cây như này thì rất là đẹp luôn, lô hàng rất là đẹp ạ. 180.000 1 kg. Và còn đây là long tu đá hoa tím nhé các bạn. Long tu đá hoa tím, long tu đá hoa tím thì có giá là 200.000 1 kg các bạn ạ. Đây, mặt bông của long tu đá hoa tím đây. Cái bông này thì nó nở trong bao lúc vận chuyển về thì nó chưa tím đậm đâu, thì nó vẫn còn màu hơi hơi nhạt màu. Đấy, long tu đá hoa tím có giá là 200.000 1 kg. Và còn đây là lan điện biên đông, hay còn gọi là hương rừng đấy ạ. Thì cho hoa màu vàng rực nhé các bạn, là có giá là 200.000 1 kg đấy ạ, điện biên đông ạ. Còn đây là ngọc thạch ba màu rừng Lào. Ngọc thạch ba màu rừng Lào đây. Đấy, loại này chuẩn chỉ ba màu luôn, có cả màu tím, màu vàng và màu trắng nhé các bạn nhé. Cái này nở trong bao thì nó màu nó nhạt nhạt thôi đấy. Khi chúng ta trồng lên cây nó ăn đủ ánh nắng, lúc nở bông thì hoa nó sặc sỡ, màu sắc đầy đủ thôi các bạn ạ. Đấy, ngọc thạch ba màu rừng Lào này có giá là 180.000 1 kg thôi ạ. Và còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt có giá là 180.000 1 kg ạ. Còn cái loại hàng xấu xấu đây thì nó xuống lá khá là nhiều. Và cây nó cũng rời rời thôi nhá các bạn nhá. Có giá là 150.000 1 kg. Đấy, chia sẻ mọi người về ghép trồng. Còn loại hàng đẹp đây, mướt mát này, thân này. Tất nhiên thì mùa này thì nó mới tàn hoa xong thì cây nó bắt sầu xuống lá. Kinh khủng luôn các bạn ạ. Đây này, những cái lá này sắp tới nó sẽ rụng hết, không còn lại cái lá nào luôn, để nó bắt đầu nó nuôi những cái mầm cây con mới nhé các bạn nhé.
bây giờ cây nó chưa lên mầm nên là lúc vận chuyển đi thì sẽ không ảnh hưởng đến những mầm cây con đấy. 200.000 một kg đấy. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì đùi gà tròn có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Màu hoa tím đậm này, cực kỳ này. Đấy, đùi gà tròn. Đùi gà tròn có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. Còn ở bên này đây cũng có hàng giống này các bạn. Hàng cây giống thì có giá là 160.000 một kg đây. Đó, hàng cây giống 160.000 một kg thôi, giá rất là rẻ. Nói chung là mùa này chúng ta lấy về chăm sóc mầm thì hàng em thấy thì hàng giống với cả hàng hàng đẹp nó cũng như nhau thôi, về tại vì về chúng ta chăm sóc lên thì sang năm chúng ta mới chơi hoa nhé. Đấy. Còn đây là báo hỷ, lan báo hỷ màu tím đây, hoa tím này. Đấy, hoa tím rất là đẹp luôn. Bây giờ đang là cuối mùa hoa rồi các bạn ạ. Có những vòi hoa nó đã có quả như này rồi đây. Đấy, có những vòi hoa là nó mới nở xong và cây bây giờ đang lên mầm gốc nhé các bạn nhé. Đấy, lan báo hỷ có giá 200.000 một kg các bạn nhé. Đó, lan báo hỷ hàng rất đẹp luôn ạ, có độ khoảng 5 kg thôi. 200.000 một kg ạ. Và còn đây là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì cây cũng mới tàn hoa nhé các bạn nhé. Đấy, loại cây này trong miền Nam các bạn là đấy, nhất điểm hồng đây, cái họng hồng này. Đó, cánh trắng họng hồng nhá. Hoa rất là đẹp luôn ạ. Cái này bông hoa nó chưa nở căng nên nhìn nó hơi bé bé thế thôi, nhưng mà nó nở căng là nhìn đẹp lắm ạ. Tại vì em mới dỡ trong thùng ra thì nhìn bông nó ấy. Có lấn vào đây, cây chồn đang có nụ đẹp thế. Cái chồng này có mỗi cây duy nhất thôi. Là đùi chồn thì năm nay có ít hàng. Đó. Đây lấn vào cây hoàng phi hạc. À, cây này hoàng thảo xoắn, à, hoàng phi hạc. Đó, nhất điểm hồng 180.000 một kg ạ. Và còn đây là lan hoàng lạp nhé các bạn. Hoàng lạp đây nhé các bạn. Đó, hoàng lạp em lại về độ khoảng 30 kg thôi, đủ chia sẻ với mọi người. Tại vì cái loại này thì hoa nó cũng cho màu vàng rực rất là đẹp. Và trồng lên chậu đứng rất là dễ. Nên là các bạn lựa chọn mặt hàng này để sưu tầm rất là nhiều. Đấy. Lan hoàng lạp có giá là 150.000 một kg thôi các bạn. 150.000 một kg lan hoàng lạp nhé. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa này toàn hàng giống rồi, không có hàng đẹp rồi các bạn. Kim điệp nhựa này có giá là 200.000 một kg thôi các bạn. Mà nay em bán xả cho mọi người để em dọn sân để nhập những cái loại lan mới về. Thì em bán giảm tiếp 20.000 nữa là còn 180.000 một kg này, kim điệp thơm này nhé. 180.000 một kg thôi. Đấy, cánh rất là dày. Những cái loại lan mà cánh dày như này thì hoa nó nở rất là bền, nó phải 2 tháng nó mới tàn hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Kim điệp nhựa này nó nở hoa từ cuối tháng giêng đến giờ rồi. Đấy, lúc vận chuyển về là nụ nó rụng bớt thôi, chứ còn để nó mà tàn hoa nó lâu lắm. Đấy, 180.000 một kg thôi. Còn đây hoàng thảo xoắn. Ui giời, dề nó to ạ. Hoàng thảo xoắn em có một dề cực khủng luôn này. 250.000 một cân. Đấy, em cân lên tính tiền cho mọi người này. Ai thích dề này, dề này chắc là độ khoảng 5 cân. Còn đây còn ít hàng kg. Hàng dề nhỏ thì cũng có giá là 250.000 một kg này. Hoàng thảo xoắn nhá, hoa rất là đẹp và rất là thơm ạ. 250.000 một kg. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Thì em cũng đã giới thiệu báo giá chi tiết từng loại cho mọi người nhé. Mọi người thích loại lan nào thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại mà em đã nêu ở đầu clip ạ. Em Ba Ngọc Bền xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trung Quốc và xin chào, hẹn gặp lại các clip đợt sau nữa.